ngày đầu tiên mà anh đi diễn với Hiếu rồi Oanh làm MC, hai đứa mình có nhiều cơ hội gặp nhau rất nhiều chương trình, và lúc nào mà Hiếu lên sân khấu cũng hừng hực và khán giả vỗ tay rất là nhiệt tình, và nhất là luôn chờ đón những cái màn mà cởi áo đồ của Hiếu rồi Oanh ra đồ đó, nó hết lắm mọi người. Và Hoàng Anh thích không? Ai mà không thích. You are queen, mình phải tự là nữ hoàng của cuộc đời mình. Không, nếu mà như thế thì là đâu có người yêu đâu. Có chứ. Thì đâu có tìm được người nữ yêu. Nữ hoàng Anh cũng có chồng mà. Hoàng Anh. Nữ hoàng Anh. À, từ là nữ hoàng Anh. Nữ hoàng Anh. Thôi, lấy bạn này về làm con của anh, chơi với con trai của anh được chưa? Thấy rất là vui. Ủa, là tập trước là em không có giữ được bình tĩnh khi mà dàn khách mời ra đúng không? Có chứ anh, em giữ bình tĩnh lắm. Em ngồi im vậy nè, xong rồi họ toàn kiểu đưa đẩy cho nữ chính không mà, chứ em không có làm gì chứ. Thật ra là Tiểu Vi không có bài tủ, tại vì bài nào Tiểu Vi cũng biết hết. Bài nào cũng có thể hát và bài nào cũng... Mình là một người đam mê âm nhạc nhưng mà... Chưa có đất diễn hả? Không phải anh ơi. Chưa có cơ hội đúng không? Có cơ hội rồi, em được, em có rất nhiều cơ hội để em ca hát rồi. Mọi người có thể lên trên mạng xã hội thấy em có anh rất có nhiều thấy, anh cũng có thấy. Hoàng Oanh. Khó lắm, cả người Việt Nam cũng không Hoàng Oanh. 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 Đúng không? Đúng, không có bị lừa. Anh Oanh ơi. Kiểu anh ơi, Oanh đã single bao nhiêu lâu rồi? Hơn một năm. Mọi người có một đám cưới rất là dễ thương, rất là hoành tráng, nhưng mà tại sao Hoàng Anh bây giờ lại cô đơn? Sau đám cưới đó, Anh cảm thấy là cô đơn hơn bình thường nữa. Cho nên Anh nghĩ là nên quay trở về với cuộc sống mà Anh ít cô đơn hơn. Oh, chị. Đây là lần trở lại của hai anh chị tại chương trình. Hai anh chị có tích lũy cho được một cái skill nào cho mình để mà đoán được các màu dễ dàng hơn không ạ? Đây là lần thứ ba, lần thứ tư của Anh nhỉ? Cái skill để đoán đó là đừng có chú ý quá nhiều đến những cái lời mà biên tập dẫn dụ cho các khách mời. Nếu không là mình sẽ bị gạt. Cái skill của Hiếu thì là phải lắng nghe cái signal ấy. Anh có cái signal kiểu anten ấy. Mình anten xong rồi. Tín hiệu đúng rồi đấy. Và những cái nhỏ mà các bạn sẽ đưa ra thì là mình sẽ nhận ra được màu nào. Nói chung là single sẽ phát tín hiệu mạnh mẽ nhất. Nhưng mà thật ra màu tím cũng mạnh lắm nha. Anh nhớ là lần trước anh đoán thì các màu tím anh đoán đều đúng. Hiếu thì thấy là màu xanh cũng dễ. Hiếu single đúng không? Thấy rất là xanh á. Không, ngày hôm nay không nữa. Rất là xanh nha. Đây là cái signal của Hiếu nè mọi người. Đây là signal của Hiếu trong chương trình này. Anh mặc đồ có dụng ý không anh? Hiếu phải gắn vài cái signal cho các cô gái hiểu nữa. Hiếu bắt đầu chương trình với bộ màu xanh. Nếu mà Hiếu đi về ấy, và kết thúc chương trình ấy, Hiếu muốn đi về với màu đỏ. Trước đó thì anh có vẻ là khá tự tin về những cái đáp án của mình. Bây giờ cái độ tự tin của anh nó có còn hừng hực như vậy không ạ? Không ạ, nó còn hơn nữa. Hiếu luôn luôn hừng hực những cái ngày đầu tiên mà anh đi diễn với Hiếu rồi anh làm MC, hai đứa mình có nhiều cơ hội gặp nhau rất nhiều chương trình, và lúc nào mà Hiếu lên sân khấu cũng hừng hực và khán giả vỗ tay rất là nhiệt tình, và nhất là luôn chờ đón những cái màn mà cởi áo đồ của Hiếu rồi anh ra đồ đó, nó hết lắm mọi người. Mà Hoàng Anh thích không? Ai mà không thích. Thật ra nói đúng hơn là thích cái năng lượng của Hiếu, một người làm cho người ta cảm giác gặp Hiếu là được sống rất là thật, sống rất là chất. Sao Hoàng Anh cười Hiếu nhỉ? Tại vì Hiếu đâu có cầu hôn đâu. Sợ quá, sợ nha. Ôi tình yêu, tôi sợ tình yêu. Nếu mà Hoàng Anh sợ tình yêu ấy thì hôm nay Hiếu muốn mời của Hoàng Anh vào cuộc chơi để cùng với Trọng Hiếu, được không? Ok, nếu mà chơi game thì let's do it. Yeah, chúng ta hôm nay chơi game. Đấy là ai nhá? Và anh có chấp nhận cái búa màu hồng của Hiếu không? Là chấp nhận là Hiếu làm con của anh hay gì? Chấp nhận là hai chúng mình hôm nay sẽ tìm cho cô gái người hợp lý nhất, yêu cô gái nhiều nhất. Yes, tụi mình đồng ý, tụi mình sẽ cố gắng hết sức giúp cho bạn gái tìm được chàng trai bạch mã hoàng tử của mình. À yes. Quên, bạch mã hoàng tử không có đâu mọi người ơi. Tìm một chàng trai chân thật và yêu cô ấy hết mình. Yes, absolutely. Yes, I agree. Absolutely. Chính xác. Nếu mà cô gái mong chờ là cô là một công chúa tìm thấy được hoàng tử bạch mã xưa rồi, đúng rồi, you are queen, mình phải tự là nữ hoàng của cuộc đời mình. Không, nếu mà như thế thì là đâu có người yêu đâu. Có chứ. Thì đâu có tìm được người nữ yêu. Nữ hoàng Anh cũng có chồng mà. Hoàng Anh. Nữ hoàng Anh. À, từ là nữ hoàng Anh. Nữ hoàng Anh. Thôi, lấy
bạn này về làm con của anh, chơi với con trai của anh được chưa? Thấy rất là vui. Hoàng Anh có phải là một nữ hoàng không hay là một là công chúa? Nữ hoàng băng giá, mình đang rất là băng giá. Lý do mà ngày hôm nay mình mặc màu trắng là bởi vì mình so empty and so cold. Ủa, khoan, mình tìm người yêu cho nữ chính chứ mình không có tìm cho bản thân nha mọi người. What is that? Hai cái à? Chẳng... So in love and so headed. Con cuốn đi, puppy. Con chó đây là mình dễ thương, mình dễ thương. Yeah, trung thành và yeah. Và mặt cười là tại vì mình vui tính. Dễ thương, funny. Mình sẽ yêu, rất là yêu. Mình sẽ so in love luôn. Nhưng mà đôi khi mình cũng sẽ hơi đau đầu. Bởi vì mình yêu quá nhiều. Cái trái tim của mình nó lớn hơn lý trí. Suy nghĩ của mình sẽ mọi thứ nó hơi bị cảm xúc quá. Sau nhiều lần đau đầu trong tình yêu thì mình vẫn tin vào tình yêu và mình vẫn chọn là sẽ yêu 100% trái tim của mình. Tại vì biết đâu được mình sẽ tìm được một người cũng sẽ yêu mình 100% trái tim của họ thì sao? Còn nếu như mình chỉ yêu một nửa thôi thì mình chỉ nhận lại một nửa hoặc ít hơn thôi, đúng không Hiếu? Hiếu chỉ cho 100% thôi. À, chúc cho cố gắng ngày hôm nay sẽ tìm được một chàng trai thật là yêu thương cô ấy nha. Hoàng Oanh và Trọng Hiếu. Tử Vi và anh Lê Xuân Tiền xin gửi lời chào khán giả. Tử Vi đã thể hiện cái sự yêu thích của mình đến dạng thực phẩm, thì bây giờ thì sao ta? Sau khi mà quay xong thì Tử Vi cũng đã hiểu được sơ sơ, cũng đã nắm bắt được cái câu chuyện. Chắc là lần này thì Tử Vi sẽ kiềm chế bản thân mình lại, không hiện ra nhiều cái sự mê trai nữa. Chắc chắn là kiềm hãm được không? Tại vì ban cố vấn đợt này thì có vẻ là cũng quen biết nên là sẽ giữ em lại giùm đúng không? Không phải ban có xuất hiện cái tên. Ai ạ? Thấy nhiều cái tên đó đúng không? Giữ bí mật. Chưa thấy anh luôn á, là hồi nãy trước khi mà vào đây quay á, là em mới được biết là sẽ có người Thái tham gia vào tập này. Anh Hoàng rất đẹp trai. Em chưa thấy mặt nên không tin đúng không? Em sẽ đợi lên xem như thế nào. Em sẽ nói lấy tiếng của chị nha, chắc chắn đó nha. Lấy tiếng đó bao chắc luôn ạ. Ủa là tập trước là em không có giữ được bình tĩnh khi mà dàn khách mời ra đúng không? Có chứ anh, em giữ bình tĩnh lắm. Em ngồi yên vậy nè, xong rồi họ toàn kiểu đưa đẩy cho nữ chính không mà. Chứ em không có làm gì cho anh ngồi sau yên. Sao tập này em nói là em sẽ kiềm chế em lại? Tại vì không, tập trước là em bày tỏ cái sự yêu thích của mình, yêu mến của mình đến với các chàng trai. Tập này thì các chàng trai ngồi chung với em thì quá là đẹp trai rồi nên là thôi mình nhường hết cái bạn nam ở trên sân khấu cho nữ chính, còn lại thì ở dưới thì mình không nói nữa. Mà chưa chắc đâu nha, dàn khách mời, nói dàn khách mời của chương trình luôn là dàn khách mời chất lượng á. Tình nghĩ dàn nam hôm nay chắc cũng mấy em sẽ không có đứng ngồi yên đâu, anh nghĩ vậy. Vậy hả? Vậy thì để xem nha. Để xem là Tử Vi có kiềm chế được hay không. Như vừa rồi thì Tử Vi có nói người trưởng thành thì người ta không cần lựa chọn mà người ta sẽ lấy hết. Nói chung là sợ là chương trình không có cho. Dạ. Đúng rồi. Chương trình. Khi mà anh đi vào đây anh thấy một cái xe bự lắm, chắc là xe của Vi đúng không? Để chuẩn bị chở mọi người về luôn đó. Anh thấy một cái xe bự đậu ở đằng trước đó. Chắc là nó là sự trùng hợp của chương trình chuẩn bị cho em hay sao ta? Bất ngờ. Bất ngờ đó. Có khi là vậy. Em cho địa chỉ nhà chưa? Thì em cho đây. Sau khi mà biết thông tin là có cái xe lớn thì em chuẩn bị cho đây. Anh liền nghĩ sao về ban cố vấn thì hiện tại biết ngồi cùng Vi nè, Minh Tú nè, thì còn một cái khách mời nước ngoài thì mình chưa biết được, chưa bật mí. Thì Vi thì cũng có cơ hội tham gia cái số trước nha, rồi cũng có kinh nghiệm rồi, thì nói một cái câu người trưởng thành thì người ta sẽ lấy hết. Đó thì Vi nói cái câu rất là hay, thì chắc hôm nay phải chịu khó nghe theo Vi những cái lúc mà mình bí á, mình không có một cái niềm tin nào đó sẽ nghe theo Vi nha. Anh thấy cái câu đó nó quá hay luôn á Vi. Cái bàn ban cố vấn của mình nó có rất là nhiều người. Tại sao anh lại đặt niềm tin vào em? Tại vì em thấy cái câu đó hay, người trưởng thành người ta sẽ lấy hết. À,
anh đừng đặt niềm tin vào em. Từ đầu tới cuối là chọn bị sai hết. Bị trơn. Sai hết hả? Bị sai hết. Bây giờ có kinh nghiệm rồi. Gần đây thì em thấy chị Tiểu Vy rất là yêu mến cái việc hát hò và hay chỗ bài hát hò. Vậy bài tủ của Tiểu Vy hát karaoke vậy chứ? Thật ra là Tiểu Vy không có bài tủ, tại vì bài nào Tiểu Vy cũng biết hết. Bài nào cũng có thể hát và bài nào cũng... Mình là một người đam mê âm nhạc nhưng mà... Chưa có đất diễn hả? Không phải anh ơi. Chưa có cơ hội đúng không? Có cơ hội rồi, em được, em có rất nhiều cơ hội để em ca hát rồi. Mọi người có thể lên trên mạng xã hội thấy em có anh rất có nhiều... Thấy, anh cũng có thấy. Nhưng mà chỉ là em hát không được tốt lắm. Theo mình biết thì Vy mê hát lắm. Tại vì mấy lần đi karaoke cũng có gặp rồi. Nên là khách VIP của karaoke đó. Mình tới đây để tìm nam chính cho nữ chính. Bỏ qua chuyện ca hát của Tiểu